F0 tăng nhanh, cần thơ hướng dẫn cách ly tại nhà. Những ngày qua, số ca F0 tại Cần Thơ tăng nhanh, dịch diễn biến phức tạp. Sở Y tế đã có văn bản hướng dẫn điều trị F0 tại nhà. Ngày 11 tháng 11, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã có hướng dẫn quy trình tiếp nhận, quản lý, điều trị F0 tại nhà. Khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, trung tâm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR khẳng định, điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý ổ dịch Trạm y tế tiếp nhận đơn đăng ký tự nguyện cách ly và xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cách ly tại nhà của F0. Trạm y tế cập nhật thông tin sức khỏe người nhiễm nCoV. Khi người mắc bệnh có diễn biến bất thường thì trạm y tế lưu động xử lý cấp cứu và chuyển lên bệnh viện điều trị COVID-19. Thời gian cách ly điều trị F0 tại nhà dự kiến 14 đến 21 ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, đã khỏi thì người bệnh tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định. Những ngày qua, số ca F0 tại Cần Thơ tăng nhanh ngành y tế phát hiện nhiều ổ dịch tại các khu dân cư, trường học, doanh nghiệp. Ngày 10 tháng 11, địa phương này có 579 ca F0, trong đó gần 300 ca cộng đồng. Đây là số F0 được ghi nhận cao nhất trong ngày, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay ở thành phố Cần Thơ. Tối ngày 11 tháng 11, thành phố Cần Thơ có thêm 288 ca nhiễm nCoV. Nâng số ca nhiễm kể từ khi dịch bùng phát đợt 4 đến nay là 11.277 ca nhiễm. Thành phố Cần Thơ đang điều trị cho 2.818 ca F0, đã điều trị khỏi cho 7.185 người. Thành phố Cần Thơ đã tiêm hơn 1,2 triệu liều vaccine, trong đó có 905.656 người đã tiêm mũi 1 và 340.887 người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19.